hồi nào giờ ở nhà thì không có tiếp đứa nhỏ, tại vì trong gia đình thì chỉ có 5 anh em trai với một mình con là con gái. Mà mẹ về thì dẫn đứa con gái nhỏ. Xong thì được hỏi thì mẹ nói là đây là đứa con gái. Thì lúc đó con mới nghĩ ra là à, thì ra là đứa nhỏ, mà hồi nhỏ con nhớ là em của con đó. Mẹ con có hương thai một lần, còn lúc đó hương thai rất là nhỏ mà họ không biết con trai con gái. Và mẹ có nói là 28 này đó mẹ sẽ dẫn, mẹ trở về để dẫn đứa nhỏ, đứa con gái đi chung với mẹ trở về. Mình ăn Tết hả? Dạ. Ờ, chứ cũng ghé ăn Tết chung mình. Dạ. Mà quan trọng mẹ con nhắn cái gì chứ? À, mẹ có nhắn mẹ đó là à, hồi trước mà mẹ còn sinh thời đó à, cũng làm rất là nhiều, tạo rất là nhiều tội, rất là nhiều nghiệp. À, đáng lẽ là bị đọa xuống, nhưng mà nhờ có một cái lực rất là mạnh ở nhà của Thiên Âm Sơn mình, cho nên giúp mẹ được đi về trời. À, và quan trọng nữa là mẹ trở về đi mang đứa nhỏ trong thân. Xin thêm nữa. Dạ. Xin thêm nữa phải không? Dạ. Thì đây thôi đã nhận lúc còn sống đã là đại tử thổ rồi. À, con có không thay luôn. Nên hai mẹ con được về. Còn mẹ con nhắn một điều quan trọng nữa, con phải nói cho mấy người này hiểu, chứ không có hiểu. Dạ, cái điều quan trọng nhất là mẹ nhắn là đừng có thấy cái đời này như vậy, mà đừng có lơ là, thấy mọi chuyện đang rất là nhẹ nhàng, yên thương như vậy mà, không có ráng tu tập, tại vì thấy vậy chứ không phải vậy, cho nên mẹ nhắn phải cố gắng phải tu tập. Nghĩa là mẹ thất phàm đó, con hiểu không? Dạ. Là phải ghét, ghét sâu. Muốn nói thật, mấy con gần là dĩ nhiên mấy con có phước rồi, nhưng mà người ở phương xa có ai nghe được cái lời này. Nhưng mà đó là lời của người hai thế giới mà, một thế giới vô hình như thế giới hữu hình của mình. Chờ đến chết mà mới biết được mang thất phàm là quan trọng thì con thấy có muộn không? Quá muộn rồi. Mà cũng mai phước á, thì lẽ là đại tử của Thiên Tấn Kiệt thì mới trở về, mới tiếp tục nói chuyện được. Còn nếu mà làm đệ tử của Thích Đủ Thứ, làm những cái cơ hội đó, một câu chăn chói cũng không có. Chứ hồi xưa má trên cũng vậy, nhớ đi. Mấy đứa con ghét hòa thượng nhớ không? Trời ơi, nhưng mà cái quan trọng á, là khi mà người thân con tới gần, thì cái tầng trường con cũng có đúng không? Con cảm xúc con khóc là hụ và hụ. Cái đó đâu có cầm được nước mắt. Dạ. Ừ. Dạ, tự nhiên nó như vậy mà con mới sợ con gái, tại con ngồi trước mặt sư phụ mà con làm vậy kỳ quá, có khổ quá. Không, nhưng mà không có cầm được, là tự nhiên mẹ con đứng ngay đó. Dạ. Thì cái tình thương của con á, mình dạ, có cái luồng điện đó nghe. Dạ. Tại vì giống như cái điện thoại con đút thúc vô, con tới đây là con mở lên là nó dính gì đó. Dạ. Thì tình mẹ con mà, nó phải có. Dạ. Tuy một đời người, nhưng mà nó có. Đứa nào cũng vậy. Nhưng mà thường kêu người thân về mà nói chuyện là khóc và hụ vậy. Mười đứa như mười. Hoặc là những người có linh căn có điển á, lên điện mẹ nhớ lời cúc là cúc tiên. Bữa giờ xuống trần tưng quá mình tưởng là mình quỷ. Là quỷ thích nghĩa đầm với tiền phải không? Lên cho điện mẹ là rụp rụp rụp. Hiền lẽ. Không cần biết là tỷ phú là ca sĩ hay là movie ta lỗi lạc. Quỳ dưới chân của Phật mẫu là chỉ có khóc thôi. Tại vì có phước xuống trần mới vào, nhưng mà đi lăng tăng quên đường về. Nên cái điện mẫu mà điện mẹ mình á, thì thù chứng kiến căn nghìn nghìn người về, ai cũng khóc. Đó là câu chuyện thật á. Nhưng mà ngán dữ sao? Mình có những cái kiểu giật giật về vào. Mình có nghĩ là lời nói cho phụ, ồ, tôi gần cho phụ là tôi biết chắc tôi về trời không có đâu. Phụ nói với dì Lan với bác Ngữ Hoài á, hey, đệ tử, nhưng mà không có thành tâm á, chỉ được có nửa vé thôi nghe, còn nửa vé là tự bê á. Mà nửa vé mà làm không được nữa là thôi á, đâu có chuyện gì mà phi đâu con. Bây giờ con làm gì cũng đâu có được phi, uống nước thì cũng đâu có phi đâu. Phụ cũng đâu có phải miễn phí xuống trần đâu. Phụ chỉ cho ra không thôi, mà con phụ cũng phải bút vé nào hết. Thì nhân loại mới được bình yên mà vậy. Chứ trên cha đó, nếu mà bình yên thì nó trở đi xuống cái thế gian làm gì. Cái này là thao trường mà mình phải năng động quá, mình phải làm gì, mình phải tận hết sức của mình.
thì anh em bạn bè mình giúp mình, rồi cái lúc chẳng hết giúp mình, bạn bè ông giúp mình thì cha mẹ lên lên nữa, rồi tới chánh quyền, rồi lên cao nữa thì mới có thần thánh giúp mình, còn mình không làm gì hết, tự nhiên kêu thần này giúp, thánh kia giúp, ông trời giúp, ông Phật giúp. Chuyện đó cũng có nhưng mà nó hơi khó hơn. Đó là mấy cái vong hồn á, khi nó chết quan tử, út tử á, dụ bữa hổm mình đã giảng sanh năm thứ được chuyện rồi. Thì cái đó cha gọi kêu đó là ngoại hẹ, ngoại lệ đi. Tại vì nó đang giàu có tự nhiên động đất rầm rầm mới siêu ra. Thì lúc đó cha mới tha cho nó về. Chứ khi không mới dễ gì. Hồi xưa chú cũng nói, sư phụ bây giờ cũng nói luôn. Hả? À, người á phải làm người hiền thì mới được dễ ta, còn không nhận ra ta không làm thì mình có hồng cứ nghĩ là nằm trong cái nghĩa địa rồi Chúa tới cái từ ở trong cái mồ đội mồ đứng lên giống như zombie á, chắc cả làng người ta chạy hết á. Giờ còn xương không mà đứng vậy mà đi về trời, ở trong mấy cái phim của Công giáo để vậy làm cái chuyện có phải đọc qua bốn kinh Thiên Tâm thì Chúa mới cho về, còn không đọc ra bốn kinh Thiên Tâm thì đừng có hồng nha. Chứ còn cứ mỗi lần nói Chúa mà reincarnation đó là thơm bát à, kiểu mà giống như Chúa tái lâm á, Chúa xuất hiện trở lại để cứu rỗi con của Chúa. Cái để mấy cái phim Chúa đứng trên trời, cái mấy cái linh hồn trong nghĩa địa bay lên, trời dễ quá. Những cái thằng ăn cướp, cái thằng giết người, cái thằng bao nhiêu người làm chuyện tội lỗi vừa mới chôn nó cũng được bay lên luôn hả? Thấy có bất công không? Không có chuyện đó. Nó về trời nó đi cướp mấy cô tiên nó làm sao? Tổ tiến trở nó vừa đẹp mà vừa hiền nữa. Mà mấy thằng cướp nó, cái tánh nó hung dữ, nó vẫn còn về trở nó cũng vẫn hung dữ. Đâu có được kiểu đó. Phải thay đổi mới được về. Tại vì con người mình có thể thay đổi cả trăm cái sắc hàm, nhưng mà cái tánh nết mình khó thay đổi. Trừ khi mình phải muốn thay đổi, mình mới rèn luyện. Thì phải qua cái lò rèn. Chứ giờ cục sắt cái vuông vậy nè, con không đập nó làm sao thành cây dao để mình làm bữa củi hay là để gọt trái cây ăn được. Mình thấy rèn luyện thôi. Giờ một đống vàng thao đủ thứ chắc trong đó, muốn lọc ra vàng là phải vô lửa. Còn bên Công giáo họ nghĩ là ồ Chúa tôi trở lời là cứu hết. Họ nghĩ gì đấy con, chút đang ngồi đấy nè, cứu dễ dàng vậy đâu. Thôi mà đầu thai một kiếp nữa thì lúc đó mang họ thiên quả mai quá. Còn bây giờ họ Joseph, họ Maria rồi đó, khó vậy đó. Mấy người đó cứng đầu đó. Họ không bao giờ họ có lòng tin là có chuyện tái sanh. Ở trong gia đình như vụ á, thụ đưa được cái ông thợ mộc, ba của thụ là Ngô Văn Sớm, ba mà đẻ là Thất Phàm, má thụ là Cao Thị Hoa, có ông anh thứ ba chết là Ngô Vũ Thọ, có một đứa em chết năm 75, lúc đó 5 tuổi là Ngô Thị Kim Liền, là chị của ông Ngân á. Người có một thằng em Ngô Thanh Đồng, nó chết năm 2000 cái gì, hốc xì ke chết, tức là năm người sau, đó nhiều người chết đó. Ở với ông anh mà dẫn thụ qua Mỹ, ông chết năm 2006, thì 6 người. Cái mà mấy người này hồi sống không có rành gì tu, nó dùng chữ không rành nhưng mà họ không phải. Cái ngựa xích lòng nói, bây giờ ngài thái tử muốn trả ân cho cái sát phàm. Dù sao cũng mang ra thân người, mang thân người đâu phải dễ đâu con. Ngài muốn cứu họ thì ngài phải nhận họ làm đệ tử. Ôi má tôi, ba tôi mà sao tôi nhận làm đệ tử được? Cái đó là sát phàm, cái gì không có kể. Sát phàm như mấy con đang đóng phim vậy nè, đang đóng kịch vậy nè, thấy không? Qua cái màn kịch này thì con có quyền ra đóng màn khác thì cũng ok đây. Cái thù bữa đó mới kêu năm 2016 vô cái phòng đó, vô phòng mà chỗ con leo lưng lòng ngay gom tập trung lại hết cả mấy người đứng lẩm ngẩm ở đó.
Hồ đặt tên. Rồi cái xong hết làm mỗi buổi lễ rồi 1, 2, 3 biến mấy vị cho đi về, là Thích Long dẫn đường về, không có mấy vị thần thánh mà dẫn đường mình có không gian. Con có tưởng tượng freeway của mình có 2 chiều, nọt về sau, bắc với nam, đông với tây, là 4 chiều là mình cũng thấy đi lạc rồi đó. Giao cho con vô thành phố San Phan hay Los Angeles, nó tùm lum đường này New York đi, cho mày 8 chiều luôn, hay là ngã 7 của Sài Gòn, ngã 8 Sài Gòn đi, cũng không có bằng ở trên không gian nữa. Nó tới 100 chiều là đi lên, đi xuống, đi chỉa đủ đó. Không gian mà cửa nào cửa quỷ, cửa nào cửa của Dạ So, cửa nào cửa của Atola, có cái tưởng tượng không? Cửa nào cửa Thiên Ma, Thiên Ma cũng ở trời nha, Dạ Ma Thiên mà. Rồi huống chi á, cụ quyền của mình, những ông bà của mình thời xưa mà chết, họ đâu có biết tu. Trời ơi, cháu tôi đẹp gái quá, thôi tôi về với bà đi con, bà thương con. Có nghĩa là gì? Ma kéo ma. Còn cụ quyền mình nhìn mình, ở cháu ngoại, cháu cố của tôi, bà nè con, đi theo cũng chết. Chứ mình nghĩ là người thân của mình đúng là người thân, nhưng mà theo cụ quyền cũng chết. Cụ quyền là làm gì? Cũng là làm cô hồn cát đảng. Tại vì ông bà mình cũng đi vất vưởng nhà này nhà nọ, chờ hàng năm con cháu mình làm đám dỗ để được ăn có một buổi cơm. Còn 364 ngày vẫn thèm khát như thường. Con có muốn bị thèm khát 365 ngày không? Hiện bây giờ mình còn có mái che, mấy con ma đâu có được vô nhà. Đi theo bà để đi làm hy sinh tấn lực à? Hy sinh tấn lực có nghĩa là đi ăn mãi ngoài đường á. Trong 513 câu có sư phụ có nói hy sinh tấn lực đó. Thì sư phụ đóng vai là nghi sinh phải không? Thằng em sư phụ lúc đó nó 8 tuổi, hai anh em đi ăn mài thì gọi là nghi sinh tấn lực đó. Thì cũ quen mình cũng đi dắt dơ giữ như vậy. Có giỏi lắm á, mới hên á, mới tìm được cái gốc cây ngay đây nè, ngay sau lưng mình á, cây cao đó. Là có 7 cái dòng nó ở mấy trăm năm, mà nó cũng xui. Xui là gì? Xui là gặp sư phụ mua đất, xui là chân mạnh lớn. Đuổi liền. Trời ơi, tôi ở đây quen rồi, ngài đuổi tôi, cho tôi ở đây đi, tôi tu tập. Tôi không có tin mấy cái hồn ma, tại ma nói láo, ma hại người. Bây giờ con có làm tốt với họ, con có cúng cho họ mỗi ngày. Mà đến một ngày con không cúng, họ cũng bẻ con gãy chân để nhắc nhở hay cúng cho tôi nha. Họ thấy ích kỷ không? Cũng y như con gửi tiền Việt Nam, con gửi cho cousin của con, bà con của con, gửi 385 ngày. Có một tháng con bên này bị thất nghiệp, con phải đóng tiền cho con đi học rồi đóng bún xăng này nọ, không có tiền gửi về 300. Hồi bữa hôm mày gửi tao 2000, bữa nay mày gửi có 300, họ chửi mình liền á. Thì ma nó cũng còn hơn như vậy nữa. Người phàm đã như vậy huống hồ chi ma nó rất là ích kỷ và nó láo nữa. Và nói là làm liền không à, hứa một cái với ma mà không làm là chết. Thì chủ quyền mình mà có kéo mình theo cũng là gì? Ăn mày cháo, tao là ăn mày bà cố. Đúng không? Thì do nên chỉ có về cha mẹ mình là không còn làm ăn mày nữa. Mình làm tiên ở chảm, mình vừa có công đức, mấy con đang làm chuyện này có công đức. Mấy con tạo cái phong tục để cho những con cháu của mình trước, rồi những thế giới, những thế hệ biết. Nhưng ông Sơn mình có phong tục thì cũng là một phần để mà phát huy cái đạo để cho ta hiểu về cha mẹ, mà ca hay là múa hay là gì đây nó có tạo công đức tốt cho mình, tốt cho con mình, tốt cho dân tộc mình. Thì về trời là chắc ăn lên trên đó, tiên mà chỉ có bài với chơi với vui không, tiên đâu có gì đâu phải lo, đẹp như tiên, sướng như tiên, chảnh như tiên. Ở chỗ chảnh tiên cái lộn hoài. Còn cũng có những tiên gọi là tiên tà quậy lắm, có nữa. Tại vì Atola nó cũng là tiên đó con, cũng dạng tiên đó, nhưng mà nó hơi dữ đúng không? Nó chỉ thiếu có cái tâm từ bi hỷ xả thôi, nhưng mà khi mà con làm công đức đó, là nó cũng được về trời. Mình chỉ cho trên đó thì chúng ta mới không có chịu xuống đây đói bụng, không có bị lạnh giống vậy, không có chạy theo cái đồng hồ, không có phải nhịn một cái thằng chồng hắc ám. Ở trên đó mình tự tại lắm,
thích ông tiên nào, bỏ con mắt ra phóng giống như cái đèn laser vậy, có tầng trường rung động là được rồi, tôi vô giao duyên nhớ đủ rồi nha, để tôi giao duyên với ông tiên khác. Cho nên khi mà xuống trần cùng một lúc á, mà trên trời con giao duyên ba ông, thì xuống đây con gặp lại ba ông đó. Hình như tôi nhớ tôi anh đâu, tôi thấy anh có cảm tình quá ông quen, thôi mình đây đinh đó nha. Thì nó là vậy, đây đinh xong trả cái nghiệp đó rồi đi ông tiên khác, nó có cái đó nữa. Chỉ có sư phụ chuẩn mười mấy tuổi, con út của Thường đấy chưa biết yêu, hát trên trời sư phụ đâu biết yêu đó, còn nhỏ lăng tăng mà. À, cha mẹ mới quá sanh sư phụ có mấy trăm nghìn năm mà, còn mấy ông anh là mấy triệu tuổi không á. Cái ông Long Dương cũng có đứa con gái út, cũng có năm tháng tuổi cũng chả biết yêu. Ok, hai đứa không biết yêu, mang xác phàm xuống yêu cho ta. Nên gặp nhau vậy đó. Cái về trời là về trên đó là dành kẹo nhau ăn bún hề chứ. Thì nói chung là nó trở lại cốt truyện là con rồng cháu tiên á. Tại vì sư mẫu là người với Long Cung phải không? Thì là tiên. Sư phụ thế gian cái danh từ cao nhất gọi là Hoàng Long. Cho nên về Việt Nam hồi những năm 2015, 16, 14, 15 ở sư mẫu đây. Thu về cả đông người vậy nè. Cái đầu tiên mình cũng ngồi chơi chơi, mình tưởng đâu là cũng bình thường nha. Cái hồi cái giống như Trang. bắt đầu gà múa rồi phải không? Tiểu mùi là công chúa Long Cung, tại vì công chúa có nhiều dạng ở dưới nước lắm. Cái hồi cái qua cái thằng kia tứ cỡ này đi, chào Hoàng Long ông rồng vàng, thần là tướng ở tầng trời thứ mấy, nghĩa là ở trong cái không gian á có muôn trùng những vị kia, xuống thế gian này chỉ là một phần nhỏ thôi. Cái tên của họ giới thiệu á, chứ không chả biết là ai luôn á. Rồi cái hồi cái giống như kiểu bảy không, cái tướng vậy á, nhập vô một cái, chỗ nó lạn. Nhưng mà cái thằng mà kỳ đó hỏi sư mẫu, bà ngồi đó bà làm chứng. Nhà em thấy không? Cái tướng thằng đó nó mập hơn là thế giới mình nữa. Mà nó lạn, nó bò sát đất như nè, mà nó đi lẹ lắm. Còn biết là ai không? Bò lại trước mặt sư phụ để lại sư phụ. Tức là ai nhập vô cũng quỳ trước mặt sư phụ lại hết. Nếu là tiểu thiếp là thanh xà chào thái tử. Thanh xà bạch xà đó là có thiệt. Cái hồi cái có thằng kia đang ngồi cái lấy cái trái quýt lẹ lắm, cái nó nhảy tưng tưng mà nó nhảy lộn mèo luôn, mà thằng này đâu biết võ đâu, vậy mà nó nhảy lộn cao 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 thảy cho mấy người kia ăn ngang về ngấu ngấu vậy. Chào thái tử, chào ông rồng vàng. Tại à, mấy người đó mà nhập vô kêu cho hụ là ông rồng vàng không à. Thì không biết sao kêu là rồng vàng, là Hoàng Long á, mà không kêu Hoàng Long mà kêu rồng vàng. Thân là tội thiên, có tội thiên thiệt nữa, nhiều lắm. Còn ai nữa ta, còn mấy vị giống như tứ phủ ở ngoài Hà Nội rồi đó, cũng có nhập vô, cũng có chào cho hồi, cứ nghĩa là họ đến để họ chào thôi. Người qua Mỹ thì họ cũng có từng gặp ông Quan Công, ông nhập vô cái xác Dũng đang ngồi cái mặt đỏ ngay chỗ ở nhà, chỗ cái bảng mà mình vẽ hàng Nga vẽ tùm lum á, ngồi ngay đó, chỗ nó đang ngồi mặt lộ quét lên. Chào đấy ta, ông Quan Công. Nhưng mà trên núi mình á là mẹ cha không cho mấy vụ này. Ở Việt Nam thì ok, tại Việt Nam á, chính phủ Việt Nam á không có tin gì đó, nhưng mấy ổng là tin là Chúa, nhưng mà không có cho document viết xuống á, thì cho nên nhập xác rồi ra có lấy gì bằng chứng nào bác. Thì bển vậy á, những năm đó vui lắm. Rồi mấy vị này mấy vị nọ về
Mà cái buồn cường ấy là một đống, mà đứa nào cũng có phần căng, đứa nào cũng nhập vô, ngồi á, nó giống như là xuống trần mà thời mạt pháp này đó, cũng có phe đảng nữa đó, phe đảng đây là hội Long Hoa đó, thì chúng ta ngồi đây cứ giống phe đảng không? Phe đảng hội thiên con trời đúng không? Ừ. Nhưng mà mặc một đống áo dài á, trời ơi, bữa hổm giống như mấy bác hát cô đó. Hồi xưa sư mẫu cũng hay tham dự mấy cái buổi của mấy bác ngoài cộng đồng á. Hồi đó sư phụ thấy mà mặc áo dài vàng, cờ màu đỏ rồi ngước ngực đúng không? Đông lắm. Cái bữa hổm sau ngồi mũ đỏ còn có 4-5 cái à. Tại vì có nhiều bà thôi, mỗi lần biểu diễn là cũng chừng người đó đi tiệc. Mà mỗi ngày già nó rụng bớt. Hiểu ý tôi không? Thì cũng có nhiều người đó trình diễn trong trên cộng đồng đó ha. Sư mẫu cũng dẫn đám mấy đệ tử bả đi biểu diễn. Thì mấy ba mấy giờ của mấy ông hát ổ có chừng đó. Bữa nay rụng xuống bớt. Nhưng mà thấy bữa hổm thấy mấy con đông mà ngồi mặc áo dài mà vòng vòng mà có tinh thần Việt Nam nữa, mọi người này khoái lắm. Trời ơi, tôi khoái cái này, tôi khoái này. Sao tôi biết kiệt trễ quá. Là mấy con phải hiểu cái quan trọng của mấy con và cái tương lai của họ Thiên á, là đường đi sáng ngời là chỗ đó. Hạt mưa đi về. Nãy giờ nói chuyện vui tán nhất. Ê, đệ tử. Mà cái thời đó Thu đi khắp Hà Nội nha, đi cái đền cái miếu nào á, không phải là tượng đâu nghe, bây giờ mình mới biết tượng nào cũng có người ở trong đó luôn. Every tượng đều có một vị ngữ ở trong đó. Đến mà nhà của ông vợ ông Tô Lâm á, và chị Loan á, vô nhà mà sư phụ vô nhà mà. Bà là thuộc dạng nhập đồng thứ thiệt á, ở ngoài Bắc là mấy ông bự á là kêu bà mẹ không à, tướng Phạm Nhân Trà, tướng gì Lương Lương vậy các ông mà bị hưng mắt á, chú quên tên. Mấy người đó trong hội UNESCO á, chú bộ cũng có trong cái có UNESCO của Việt Nam. À, cái bả lắc hoài, bả mặc đồ vô rồi chỉnh trọng lắm, bả lắc hoài. Mà cái sao lắc rồi mà cũng không có giật, không giật có nghĩa là không có nhập, phải không? Lắc lắc không có nhập. Thì đó sư mẫu có đó không? À có hả? À, ừ. Thì bả ngồi bả kể. Lắc hoài, không có nhập. Cái ngó lên, phụ ngó lên mấy cái tượng ở trên tường bả thờ á, mấy cái mẫu 3000, mẫu này mẫu nọ, rồi ông chính ông gì đó, nhiều cái tên lạ lắm. Để sư phụ lần đầu tiên cũng không có hiểu, nhưng mà họ biết sư phụ rành lắm, họ khóc. Trời ơi, mấy nghìn năm giờ gặp lại mừng quá, thái tử xuống, trời nước Việt được cứu rồi, nước Việt được cứu rồi, trời vị nào cũng lạ câu đó, tức là nói nước Việt được cứu rồi. Thấy mặt sư phụ cái ngồi miếm mà không dám nói, nghiêm trang lắm mà giống như sợ lắm vậy đó. Cái sau đó có chị Loan mới hỏi sao cái vị đó phải đi mới nhập vô được, chứ bộ ngồi đó không có dám nhập vô là giống như phạm thượng vậy đó. Thì đó vui mà ở ngoài Bắc người ta có mấy cái đó, người ta không có chùa. Thì cộng sản hình như năm 30 ha, cho tới năm tới giải phóng miền Nam là năm 75, ở ngoài đó đâu có chùa, toàn là nhập động không. Mà sau này sau 75 mới biết chùa đồ, phải không? Thì họ sống về tâm linh là mấy cái đó. Mà bà vợ của ông tôi làm cứ lắc hoài, không biết giờ sao rồi chị Loan. Mà bà thương cho phụ lắm, vừa xuống Sài Gòn là bà từ Hà Nội bà đi vô bà rước phụ. Người tâm linh biết kính nể người tâm linh. Còn người phàm á, gặp mặt sư phụ mấy nhỏ nhỏ đó là cứ chửi, tại nó không có hiểu, nó chửi là phải rồi. Mà mấy người thứ thiệt á, gặp sư phụ là thương lắm, nể lắm. Rồi nhất là mấy mẫu tứ phủ, mấy mẫu 3000, mẫu xanh gì đó, nhiều tên lắm. Gặp sư phụ là khóc mừng á. Sư phụ đi núi Tây Thiên mà trời ơi, mấy mẫu đó, trời ơi, thái tử thì, trên trời xuống, cô nước Việt được cứu rồi, con dân nước Việt được sung sướng rồi, mấy mẫu khóc vậy đó. Ở trên núi Tây Thiên ở Hà Nội á, chỗ đó thì cái đem mấy con cọp về 4-5 cọp đủ màu hết thở dưới cái mẫu mét
ngài thấy á, tôi chức gì mà nó để mấy con cọp gần đây, mấy con cọp phải xa mấy vị thần phải không, phải mấy vị là thần rồi, còn mát mình nữa. Mà lĩnh hồi xưa lĩnh về á, mẹ cho về với cha cho về, nói con đi đi, con đi những cái nơi đó để mà cho những vị thần thánh nhiều nghìn năm của nước Việt á vui lên lại, khởi động lên lại để mà giúp nước Việt, tức là hồn thiên sông núi, không biết hồn thiên sông núi không có nghĩa là ông Mai Hắc Đế hay là ông Quang Trung hay là ông Lý Thường Kiệt, những gì đó cũng là hồn thiên sông núi. Và cho đến những vị mà của Việt Nam Cộng Hòa, mấy ông Nguyễn Khoa Nam rồi cũng là hồn thiên sông núi, nhưng mà mấy ông này đời mới, nhưng mà chung nước Việt là cũng là một cái chiến tiến là để mà support nước Việt. Thì mà lúc đó mấy vị kia thụ đi giống như đi dặm đất, nó còn đi càng nhiều càng tốt, đi dặm đền dặm miếu, dặm nhiều chỗ chừng nào thì miếu đền á nó linh thiêng trở lại, ý là vậy. Cho nên vô đây ngồi chơi lạnh, mấy con ngồi vô đây ngồi chơi, ngồi trên này người nhà không mà. Thì đó là ngày xưa là mấy vị kêu hồ phải đi dặm đất là vậy đó, đi để cho những cái hồn thiên sông núi mà đã chết đó, để họ giống như họ có cái sự kích thích sống lại để cho mình có cái ngày hôm nay. Mà chuyện rất là hiếm.